Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Có thể các bạn nghe Đức Phật từng nói, đời là bể khổ. Trong khi đó, Đạo Thiên Chúa thì cho rằng, con người sinh ra đã mang trên mình tội tổ tông, xuất phát từ sự sai ngã của Adam do ăn trái cấm trong vườn địa đàng, và nếu muốn hết tội tổ tông này thì phải làm phép rửa tội. Nói chung, trong cái nhìn của nhiều tôn giáo và tín ngưỡng thì cuộc sống của con người là một nỗi khổ sở mà phải thông qua một con đường nào đó như tôn giáo chẳng hạn, chúng ta mới được giải thoát khỏi những nỗi khổ ấy. Ngay cả những người không theo tôn giáo nào, như tôi thì cũng cảm thấy sao mà cuộc sống này khổ ơi là khổ, nào là cơm áo gạo tiền, tình cảm, áp lực xã hội các kiểu trăm dâu đổ đầu tằm, nhiều lúc chỉ muốn nằm thẳng cho xong. Sự khổ sở dường như song hành cùng con người mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, người nghèo thấy khổ đã đành mà người giàu đôi khi cũng cảm thấy khổ chẳng kém. Trong khi những bậc minh triết đi tìm con đường thoát khổ cho nhân loại thì cũng có những người thích đổ lỗi cho thứ gì đó đã khiến họ khổ. Đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Thế nên vào năm 2006, khi các nhà cổ sinh vật học tuyên bố họ đã phát hiện ra một loài động vật có thể là hóa thạch chuyển tiếp giữa động vật dưới nước và động vật trên cạn, giữa những loài cá bơi lội tung tăng dưới nước bằng những cái vây chèo và động vật di chuyển bằng bốn chân, chắc có lẽ họ cũng không ngờ rằng người ta sẽ đổ tất cả tội lỗi gây nên đau khổ cho nhân loại lên đầu con vật này. Đã bảo ngày xưa yên phận ở dưới nước đi, bò lên bờ làm gì để bây giờ chúng tôi khổ thế này hả con kia? Đó chính là con vật có cái tên khoa học rất hay ho, Tiktaalik. Vậy thì thực hư câu chuyện nỗi đau khổ của con người đều do Tiktaalik gây ra là như thế nào và nó có vai trò gì trong quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất? Ngày hôm nay mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trước khi nói về Tiktaalik, chúng ta hãy bàn một chút về hóa thạch chuyển tiếp, được dịch sang tiếng Việt từ thuật ngữ tiếng Anh Transitional Fossil. Hóa thạch chuyển tiếp là bất kỳ di vật hóa thạch nào của một dạng sống thể hiện các đặc điểm chung cho cả nhóm tổ tiên và nhóm hậu duệ có chung nguồn gốc. Như các bạn đã biết, thuyết tiến hóa của Darwin cho rằng sự sống trên trái đất hiện nay là kết quả của quá trình tiến hóa từ thở sơ khai, từ những sinh vật đơn giản cho đến sinh vật phức tạp và phức tạp hơn, từ dạng sống này sang dạng sống khác. Tuy nhiên, vào thời của Darwin thì dữ liệu hóa thạch còn rất hạn chế, và chính Darwin cũng thừa nhận rằng việc thiếu các hóa thạch chuyển tiếp chứng minh sự liên kết giữa các sinh vật với nhau từ cổ đại cho đến hiện đại chính là sự cản trở lớn nhất và chí mạng nhất đối với học thuyết của ông. Tuy nhiên, vào năm 1861 thì hóa thạch chim thủy tổ Archaeopteryx được phát hiện, đại diện cho một sự chuyển tiếp quan trọng giữa các loài khủng long và chim. Kể từ đó thì các hóa thạch chuyển tiếp khác liên tục được tìm thấy, và cho đến bây giờ chúng ta đã có kha khá bằng chứng về sự liên quan giữa hầu hết các nhóm động vật, chẳng hạn như giữa cá và động vật tứ chi, giữa chim và khủng long, giữa thú và các loài giống bò sát, vốn là tổ tiên của thú. Tất nhiên, vẫn có những khoảng trống mà người ta chưa phát hiện được hóa thạch chuyển tiếp, và người ta thường sẽ gọi chúng là những mắt xích còn thiếu, missing link. Quay trở lại với chủ đề chính, vào năm 2004, trên hòn đảo Ellesmere lạnh lẽo, hoang vu thuộc vùng lãnh thổ Nunavut ở đông bắc Canada, các nhà khoa học gồm Edward Deschler, Neil Shubin và Faris Jenkins Jr. đã khai quật được 3 bộ xương động vật lạ lùng trong những lớp đá thuộc hệ tầng Fram, vốn có niên đại Devon muộn, khoảng 380-360 triệu năm trước. Người ta đã phát hiện ra chúng nhờ một hộp sọ đã nhô ra ngoài vách đá, và rất may là chúng đều ở trong tình trạng rất tốt với những mẫu vật đã có niên đại cổ đến vậy. Sau quá trình mô tả và nghiên cứu kéo dài 2 năm, vào năm 2006 thì những hóa thạch này đã được công bố trên tạp sàn danh tiếng Nature và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả cộng đồng khoa học lẫn dư luận. Nhiều nhà khoa học cho rằng đó là một dạng chuyển tiếp giữa động vật sống dưới nước và động vật sống trên cạn, một thứ mà những người tin vào thuyết tiến hóa có thể chỉ vào nó mà nói rằng tôi biết là nó có tồn tại mà, và chúng ta đã tìm ra nó rồi. Một số người đặc biệt danh cho nó là fishapod, có nghĩa là chân cá hoặc là cá có chân. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu thì đặt cho nó một danh pháp được lấy từ ngôn ngữ của người bản địa Inuit, đó là Tiktaalik, ý nghĩa chỉ đơn giản là cá nước ngọt lớn. Kể từ đó cho đến nay thì đã có thêm hàng chục mẫu vật được phát hiện. Tuy nhiên, mẫu định danh, tức là một trong 3 bộ xương đầu tiên được tìm thấy, vẫn là mẫu vật có mức độ bảo quản tốt nhất. Về cơ bản thì Tiktaalik vẫn là một con cá, cụ thể hơn là cá vây thùy Sacopterygii. Nó vẫn có mang cá, vảy cá và vây cá. Tuy nhiên, ở nó đã bắt đầu có sự hiện diện của những đặc điểm ở động vật tứ chi Tetrapoda. Phần hộp sọ của nó khá bẹt và phẳng, giống với hộp sọ của cá sấu hơn cá, với mắt nằm ở phía trên. Phần sau của hộp sọ có 2 vết lõm được cho là nơi từng chứa các lỗ thở phía trên đầu, cho thấy Tiktaalik có thể đã có phổi nguyên thủy bên cạnh mang. Điều này đặc biệt hữu ích khi nó săn mồi ở vùng nước nông, nơi nhiệt độ nước cao có thể làm giảm nồng độ oxy trong nước.
Các xương chi và khớp mang đặc điểm nửa của cá, nửa của động vật tứ chi tetrapoda, trong đó bao gồm cả khớp cổ tay đã có công dụng thật sự, nhưng chưa có ngón tay mà thay vào đó là những cái vây giống cá mọc tỏa ra. Cấu tạo vây đặc biệt giúp Sigtaric có thể lội ở các vùng nước nông, đồng thời cũng có thể sử dụng chúng để nâng đỡ cơ thể như hầu hết các động vật bốn chân. Phần hông cũng mang những đặc điểm trung gian giữa cá, cụ thể là cá vây thùy và động vật bốn chân. Xương chậu của Sigtaric đã to hơn nhiều so với các loài cá khác, gần bằng kích cỡ của đài ngực, do đó về điểm này nó giống các loài động vật bốn chân hơn. Trong khi đó thì về mặt hình dạng, xương chậu của Sigtaric là một xương duy nhất, giống với cá. Dù vậy thì các nhà nghiên cứu mô tả Sigtaric cho rằng xương chậu của nó đủ mạnh mẽ để giúp nó di chuyển ở vùng nước nông cũng như các bề mặt bùn lầy. Một số đặc điểm đã hoàn toàn giống các tetrapoda là xương sườn, cổ có khả năng chuyển động với đai ngực tách biệt với hộp sọ. Điều này khiến cho Sigtaric trở thành loài cá cổ nhất được biết, sở hữu một cái cổ hoàn chỉnh. Cấu tạo kiểu này có thể giúp Sigtaric đạt được sự linh hoạt lớn hơn khi săn mồi trên cạn hoặc ở những vùng nước nông. Như vậy, nhóm nghiên cứu mô tả Sigtaric đặt ra giả thuyết, Sigtaric là một sinh vật thích nghi tốt với việc sống ở các môi trường suối nông, đầm lầy hoặc ao, và thỉnh thoảng nó có thể sử dụng những cái vây đặc biệt của nó để di chuyển trên bờ trong thời gian ngắn. Đó có thể chỉ là những chuyến đi nhỏ của Sigtaric, nhưng là một bước tiến lớn của các loài động vật. Một số nhà nghiên cứu thì hình dung rằng Sigtaric di chuyển giống như cá thòi lòi mà chúng ta vẫn thường thấy ở một số vùng sông nước Việt Nam ngày nay. Ngay khi Sigtaric được công bố thì không chỉ giới khoa học mà cộng đồng mạng quốc tế cũng phát cuồng với sinh vật này, đặc biệt là khi nữ họa sĩ cổ sinh Zina Deresky vẽ bức tranh minh họa lại sinh vật này. Bức tranh của Zina Deresky nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên mạng Internet, được sử dụng trong rất nhiều meme mà phần lớn trong số đó, cả khi quyết định từ dưới nước tiến lên bờ của Sigtaric. Giống như hiệu ứng cánh bướm, quyết định này là khởi đầu cho một chuỗi những sự kiện dẫn đến mọi đau khổ của con người chúng ta, nghe thì cũng hợp lý ra phết. Nếu không có Sigtaric thì biết đâu bạn và tôi ngày nay vẫn là những con cá tung tăng bơi lội cùng Dunkleosteus đúng không nào? Các nhà khoa học cho rằng, Sigtaric đại diện cho sự chuyển tiếp giữa các động vật có xương sống nhưng không phải tetrapod, tức là cá, sang các tetrapod sơ khai như Acanthostega và Ichthyostega. Các chi cá vây thùy trước Sigtaric như Panderichthys hay Eustinopteron có niên đại khoảng 380-385 triệu năm. Sigtaric có niên đại 375 triệu năm, còn tetrapod sơ khai như Acanthostega và Ichthyostega có niên đại khoảng 365 triệu năm. Dù vậy thì mọi thứ có vẻ đã trở nên phức tạp hơn một chút, khi vào năm 2010 thì một nhóm các nhà cổ sinh vật học đã công bố một loạt dấu vết di chuyển hóa thạch tại Ba Lan có niên đại cổ hơn Sigtaric đến 12 triệu năm. Các dấu vết này dường như được tạo ra bởi một con tetrapod đã có thể sống hoàn toàn trên cạn và di chuyển bằng bốn chân. Điều đó có nghĩa là Sigtaric có thể không phải sinh vật đầu tiên di chuyển được trên cạn, mà đã có một sinh vật khác làm được điều đó trước và theo cách còn hoàn chỉnh hơn Sigtaric rất nhiều. Những nhà cổ sinh vật học đã khám phá ra Sigtaric thì bày tỏ sự nghi ngờ với phát hiện này. Theo như Neil Shubin, ban đầu ông cho rằng Sigtaric cũng có thể tạo ra những dấu vết tương tự. Trong một nghiên cứu sau đó thì Shubin lại nêu giả thuyết rằng những dấu vết di chuyển ở Ba Lan có thể là do một loài cá biết đi tạo ra bởi nó thiếu các ngón. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu các dấu vết ở Ba Lan thì khẳng định những dấu vết này tương đương với những dấu vết di chuyển của các loài tetrapod muộn hơn Sigtaric và qua đó bác bỏ giả thuyết cho rằng Sigtaric và các loài họ hàng cùng được gọi là cá có chân của nó là tổ tiên của tetrapod. Một số giả thuyết khác thì cho rằng có thể tetrapod và các loài cá có chân như Sigtaric đã tiến hóa hội tụ và hình thành các đặc điểm tương tự một cách độc lập với nhau. Đến năm 2015, cuộc tranh luận tạm lắng xuống khi một nghiên cứu khác đánh giá lại các dấu vết ở Ba Lan và diễn giải rằng đó không phải là những dấu vết di chuyển của tetrapod mà là dấu vết làm tổ hoặc ăn mồi của động vật, có thể là cá. Tuy nhiên, họ cũng giới thiệu một số phát hiện khác có thể là dấu vết di chuyển của động vật tetrapod có niên đại sớm hơn Sigtaric ở các nơi như Scotland, Ireland và Ý. Thế nên vẫn có khả năng Sigtaric và các họ hàng cá có chân của nó không phải tổ tiên của các động vật tứ chi, trong đó có con người chúng ta, cũng như không phải là nguồn cơn đau khổ của nhân loại. Để có thể khẳng định điều này thì chúng ta sẽ cần thêm những bằng chứng mới, rõ ràng hơn về sự hiện diện của các động vật tứ chi trước Sigtaric. Như vậy, Sigtaric dù được xem là một trong những trường hợp hóa thạch chuyển tiếp quan trọng, nhưng cho đến nay thì giới khoa học vẫn không dám chắc chắn 100% rằng liệu nó có phải là tổ tiên của các tetrapod cũng như của con người hay không, và đó sẽ là một vấn đề cần phải tranh luận nhiều trong tương lai. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.